Chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của Hương Quê. Thì hôm nay anh em mình vừa khỏe bệnh sau cái đợt mà đi tổ đình về các bạn. Thì hôm nay anh em mình làm một món này, món này gọi là chim chép. Mình luộc thao mà. Nhà hết nồi rồi. Chơi món độc lạ không các hết ngồi chơi luôn rồi. bạn? Đó. Chim chép. Ở quê mình kêu bằng cái con là ngâm. Nói vậy nha. Luộc thao. Ai hiểu sao hiểu nha. Rồi có mồi kìa. Chút dây cho thôi, để lại lên đây cho nó sôi. Rồi giờ mình đưa nước cho mình luộc rồi nha các bạn. Chút xíu mà nó chín thì mời tất cả các bạn vào dùng với anh em Hương Quê nha các bạn. Giờ mình thêm tí muối. Muối Muối vô à? Trời chút xíu mà. Ủa, cái nước nó ra là bằng cát á. Thế hả? Mấy con quỷ đó, món mình nó chín rồi các bạn. Đây sắp xong rồi nè, nó hạ họng ra hết rồi nè, giờ chỉ có việc là bưng xuống là lụm thôi. Chào Phật ơi. Các bạn. Rồi giờ 5 phút nữa là mình sử dụng được các bạn. Rồi giờ mình đậy ầm lại cái nữa nha các bạn, nó mau chín. Các bạn ơi, hôm qua giờ thực hiện xong cái món chim chép luộc mình ăn với muối tiêu các bạn. Rồi mời các bạn dùng với anh em mình. Luộc thao là phải nhảy trong thao luôn á, luộc thao nè. Bưng thao thao xuống ăn luôn á. Trời ơi. Chứ mình bưng xuống mình vớt ra không thấy đâu có tin đâu. Rồi, mời bạn. Làm đồng đồng nói đủ cái đó lại mình cỡ nửa lúc mình tao bận dữ. Mời các bạn dùng với mình đi rượu ha. Đây mời bạn. Rèn bọc khói giờ mình thử nha, đưa vô miếng tiêu cái. Rồi mời bạn. Nó ngọt, ngon lắm, ngọt cực kỳ. Ngọt thôi chứ nó đắng quá rồi. Để ăn luôn. Chấm muối tiêu các bạn ơi, ngọt quá các bạn ơi. Ý quên nó dốc cho ăn mà ngọt. Mời các bạn rồi. Dùng ha. Đúng rồi, ngọt. Chết xong rồi, cực kỳ luôn. Ngọt ha. Ngọt cái giòn giòn. Vậy đây là cá bóc chương tương các bạn. Có về nha, chợ ngay có thấy nó các bạn dùng nha. Để ăn cái nhỏ bát theo rồi. Con diện cờ nó đúng không? Thịt nó ấm nhơ mà. Chăm 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 chép diện cờ cũng đúng hết. Nhiều tên lắm, con loại ngâm á các bạn. Nói vậy nha, hiểu cờ hiểu nha. Con dựng cờ nó có đây cờ dựng cờ nó có đây cờ xuống bãi nó mà đi mà đội hơn khơi khơi chừng đạp chết á. Con loại ngâm con dựng cờ nó có đây cờ ngọt lắm bạn. Dựng cờ miền Trung có nhưng mà này đâu có. Có ít lắm. Trên chợ lắp thì thưa bắt nhiều lắm. Nằm đây nè, chợ nằm đây nè. Chưa trên chợ lắp bắt nhiều lắm. Đúng rồi. Bóc tối rồi. Ngon lắm. Trời ơi. Còn không có khô rồi. Khô khô mặn mặn với tớp mỡ ha. Khô khô mặn mặn mới ngon. Cái nấu nồi cháo trắng này đặt lên ha. Trời ơi thôi. Cắt miếng miếng ra. Đúng rồi. Chứ còn để nguyên rồi, con mẹ không nổi. Vô rồi. Mấy con bật cắt mãi rồi. Cắt hai cắt hai rồi. Kho để mà hành cho hang. Cắt mãi với hành vào vô cho kẹo kẹo lại hang. Thầy đâu á. Phải cho mặn mặn nha. Nấu nồi cháo trắng cho đặc đặc nha. Rồi thôi. Thôi. Được rồi. Đừng tả hồi khán giả nè. Bả người ta đang ăn cơm không nổi. Cắn dính cũng được. Người đâu cắn được. Đừng hấp có chuyện nó ngọt chết á. Đây mà bạn dùng miếng nước luộc với mình nha.
Cái nước này anh biết thiếu gì không? Hồi nãy em quên mua nắm rau ngót á, hay luôn, nhận vô nó ngọt thầy rồi, y như nước hến vậy. Đúng rồi. Còn không nắm mà bằng tơ với cái đúng rồi, mà người ta ăn dở hơn trong ngóc, đúng rồi, nó ngọt khi nấu vô nó bị bể, mình nhúng cho nó vừa chín thôi, đừng để nó chín quá. Rồi bạn cây gom giỏi đâu hồi con lượm tôi thở của tôi được lại tên họ có hết luôn đấy. Đã nước nó ngọt, con con này nó ngọt, mấy con này tính chừa cho bả vài con không dám chừa, sao bả bị ruột dễ lắm, không phải ruột à, không dám chừa mình không phải nói nhất thiết là mà đồ vô lỗ ba nhắm cái nào cho bạn ngọt lắm bạn được thôi, không dám cho bạn bạn chết à. Con dụ vậy chứ bà già con cho ăn tỷ lít. Đúng rồi, nó bị yếu bụng ăn cho chết. Không có cho ăn mà bậy là bà được. Bụng yếu quốc vô cũng lượm, mà lượm là nhất cấp trường đội cũng quốc cũng lượm. Mà các bạn dùng nha. Nguyên một thao luôn các bạn, bạn nào thích thì vô ăn với mình. Hỏi mấy nha. Rồi. Ngon. Cái này hình như cũng lâu lâu nó mới về nè. Đúng rồi. Lâu lâu mới có, mới có quà. Các bạn nhìn là uống nuôi các bạn. Uống nuôi uống nặng, không không nở cái đành mà ăn luôn á. Ừ, nó mập hơn. Nó ú quá ăn uống. Cảm ơn Tiêu Trần nè. Rồi mời các bạn dùng với mình nha. Dùng với tiếp nha. Tuần tới này đủ ra vẫn chơi lục biển đi chúng ta. Châu. Đi chỗ đi xe buýt á, đi xe nhà hoặc đi xe nhà đi với nhân á, thì đi xe nhà đi bữa chủ nhật tới rồi đi mấy nhân đi kêu mấy con dạy cho nó uống không? Thôi bạn, không, thôi nè, nó mà luộc nó ha không hoàn toàn á, tắt bét rồi nó không còn ngọt nữa, tao héo à, cho nên nó vừa há không thôi. Nè bạn, chín để cay tiệm ngon. Này con đó mày uống nửa ly cái tao quýt mà chết luôn. À, mà bạn nha. Có phải nửa không ly á. Trời ơi. Nhà cát, nhà lớn. Đúng không? Vợ chồng con cái. Con này nó mập thấy ghê. Đây hả luôn hả? Nhà lớn, ba tháng ba triệu. Đã lắm bạn. Ngàn trăm ngàn hết rồi. Tính là vậy tôi phải đi chứ tôi không đi đâu được. Trời ơi mà. Đã nhân nữa có đi thì tao mới đi được, còn không còn nhân không đi thì đụng mẹ tao cũng không không đi. Mà các bạn dùng với mình miếng cá lóc chân tương các bạn, thịt nó hồng hào các bạn ơi, tôi cười đã lắm, ngọt lắm quá. Wow. Đỏ nhóc vô hết tấu bây giờ nó ba chậu. Rồi lấy, lấy hai chục, còn lấy hai chục đã lại bắt 10 ngàn để bắt nó còn ăn mắt. Tạm đi, đủ mẹ trả rồi lấy bỏ túi, chẳng như vậy nha, cái gì bé còn không nó mua cho tư người ta ngọt ghê bạn. Vậy mới gọi là biết chứ. Ăn mình đây ăn mình ta chê rồi phải lấy ít nữa. Con này mới đẻ hôm qua nè bạn. Mới trong bụng chui ra hay gì. Đâu còn lẹ tới chứ ta. Con này đáng lấy uống ly là đủ. Ôi là, nửa ly, nửa ly, nửa ly. Trời ơi. Nó từ nó rồi hết, nó hỏi rái tay không bắt tư, nó thôi khỏi nè. Một ngày tao ngồi tao tập cái móc tay của tao không biết bao nhiêu lần. Mẹ cậu lông rồi mày chơi xe ba cái lông lỗ tai thì mẹ nhỏ ra nhột nhột khó chịu mẹ. Đã
Tính ra con này ngon hơn con hến mình. Ủa con ừ đúng là ăn hến. Còn nữa mà nói luôn đi. Con nghêu chứ, ăn ngon hơn nghêu đâu, con hến đâu nó. Trên này ăn nó bự hơn. Nghêu luộc nó đẹp lép mà. Cái này các nó bạn không ngọt nữa. Các bạn luộc canh cho nó vừa hả họng đó các bạn. Thượng Hải quá nó đi teo nó không ngọt à. Nó ra nước hết à. Canh nó vừa hả họng hí ra nước cũng đâu có hết. Nó teo cái cỡ cái luộc lại. Nè, ai nói ra nước hết nhìn tôi nè. Các bạn thấy không? Cái con nó nhỏ xíu chứ đồ còn màu trắng nè. Như các bạn luộc tới luôn á là nó còn nhỏ xíu nó teo lại. Không ngon nữa. Cả này. Nó đã. Nhất một cái mà không nói nên lời luôn á. Ừ đúng rồi. Cái này rau má nha, nhận vô cũng đã nữa. Không, má không ngon. Tự hậu có nhận. Cái máy hậu nhẫn nó là nó ngọt. Đôi chân mắt ngọt. Không. Nó chia là một là bộ ngót. Hai là nó má. Có còn tơi. Có còn tơi thôi. Cái này rau má mà nhận vô nó ra đỏ lòm. Nó ra nước đỏ lòm. Đúng rồi chính xác. Kỳ hả? Mình nó ngược lại coi. Rau má là cái gì? Rồi. Trời ơi coi. Rau má là rau má các bạn. Hèn chi nó đỏ lòm. Không biết nó lái nữa trời. Trời ơi. Mà này cái món này ăn là ra máu thiệt nè. Ngồi mà ăn mà cái giọng ăn hổn là bị quýnh ra máu á. Còn mày kêu con cá này cái gì? Cá lóc. Bậy nó bự thằng bậy. Con cốc lá. À. Cốc lá phải cá lóc không? Vô đây. Nhiều quá để khán giả bảo người ta ăn mà người ta không được uống. Chắc là hồi gì. Mà các có bạn quá. Nó ngon, trời nó chuyển mưa. Mình uống rồi mình đi nha các bạn. Mát mát mà. Uống rồi mình đi nha. Tại nó kêu mình vô đi, hết mình đọc. Vô rồi mình đi. Đi. Cái đam mê bữa nay nó láng ăn nó uống nó kêu mình đi với các bạn. Đi. Mình uống nó không cho mọi nó kêu mình đi không à. Ở đây mình uống hai cá ba lớn vậy cũng kêu cá lóc cái còn lên củ chi độ mà con cá cỡ này cỡ xuống lại kêu con cá cục cẩn còn cỡ này nó lên nó mới kêu cá lóc. À, cá lóc. Giống như kêu bằng cá lóc cọt vậy không? Thì cá lóc mình ở đây kêu cá lóc cọt cọt rồi này. Ở đó anh kêu cá lóc cẩn. À, cá cẩn. Cá cẩn. Cá cẩn. Ở vùng Phú Yên á thì nó kêu cá trầu. Cá nhỏ nhỏ nó kêu cá trầu. Cá bự chảnh nó kêu cá lóc. Ở Đắk Lắk còn cắm đánh Ninh Thị Phụ á. Cắm cái tê có. Đi nào xuyên đầu trùng mà có. Còn nhắn lưới như thế loại dở cực quá không dạ bạn. Ngon lắm. Mà con chơi ác lắm nha. Là mấy cụm móc. Con cột có lưỡi vô cái chai á. Hút miếng nước bạn. Thấy cá thịt là lấy cụm móc lắm rồi. Chứ còn mới chơi mà cái vụ mà ngọt vô cùng. Mình cắp mình lội xuống nhiều khi nó dướng gai á. Đâu mà mới cỡ được luôn coi chơi cụm móc. Dục đại xuống. Thấy nó kéo cái chai là rồi đó. Lấy cụm móc lên. Các bạn xem kênh anh em mình kênh Hương Quê nhớ ủng hộ một like một subscribe nha các bạn. Kênh mình nay là thông báo các bạn tin là kênh mình đi được nửa chặng đường rồi các bạn. Kênh mình vừa đạt được 500 lượt subscribe rồi các bạn. Nhớ ủng hộ kênh anh em mình được 1000 lượt subscribe nha các bạn. Đã. Chừng nào mình được đeo cái bình này trong hông á là mới là đã. À, trời ơi. Chưa được đeo, con này của tới điên mà chưa được đeo mà còn để chưa được đeo. Chừng đeo bên hông quá mới đã. À. Chừng đó mới tới chuẩn á. Mới mốt là mình đem cái bình này các bạn, mình rót rượu xong mình ngâm cái gì quý quý mình trôn dưới 3 năm sau đào lên bạn. Ê trời ơi, nhìn thèm chắc chết, nhìn thèm xuống hơn. Ngon lắm. À. Trời chuyển mưa ngồi mát rồi. Còn bài trứng vịt hồi nãy có bỏ vô nóng không? À, trời Phật ơi. Rồi. Từ từ lấy ra đi. Trong ngá nước còn nóng không ngồi chờ ngồi không con xài trong ấm cái ấm á bỏ luộc chín rồi má em đem lại cho nó nóng các bạn coi nè trời ơi ủa có sơ cồn giống không bạn giống ha giống cái mỏ mày mà giống gì thì các bạn tự nghĩ nha mình muốn nói à giống con chân chép chứ không ăn gì à trời Phật ơi rồi đúng rồi. Mà các bạn
Nhau hồi tôi không quýnh, quýnh bằng caramel đâu nè. À, trời ơi. Nói bậy quá đi. Tôi có nói gì đâu, tôi nói thị giống, bạn suy nghĩ sao suy nghĩ nha. À, mà bạn dùng nha. Thì cái đồ con chém chém nó giống cái con chém chém giống không chị? Thì con này hồi xưa ở quê kêu bằng cái con là lờ, lờ ngâm á bạn. Ai à, suy nghĩ sao suy nghĩ nha, tôi uống à. Nói bậy uống nguyên ly mới được á. Cho bộ cho quân cái lạch nó bậy. Mà nói như vậy chứ người ta có nói gì đâu bậy. Không? Mà thấy nó xấu không? Uống nguyên phích trà bá là giấu mà uống nguyên mình luôn á. Thấy nó xấu không? Thấy chưa? Thế nào? Hồi các bạn coi cái phích trà bá nhà nó giấu rồi. Tao kể cái chuyện này cho nghe. Trời ơi. Ủa mẹ nay tao đi xuống dưới trong mờ, nó dưới người đụ mẹ cái trời té xuống tao ngồi tao mắc chết à. Để hồi tắt cái vụ này thì tao mới kể. Ngon. Rồi, hết rượu rồi, nghỉ nha. À, thì à, sau đây à, kênh Hương Quê à, vừa làm thực hiện xong cái món là à, quên chém chép mà luộc à, cái thau mình à, dùng với lại à, muối tiêu chanh. Thì à, các bạn có xem được clip này, nếu thấy hay thì ấn cho anh em mình một like và một subscribe, đồng thời để lại ý kiến dưới phần bình luận cho anh em mình biết ý kiến của các bạn. Anh em Hương Quê chào bạn, chào các bạn.